để trận đấu được diễn ra. Như vậy là hiệp 1 của các cầu thủ Đạt Vĩnh Tiến và Bưng Biên cũng đã bắt đầu. Pha xử lý hay nữa của Bùi Ngọc Tín, nguy hiểm. Cú sút rất căng và sẽ có đòn phạt góc cho các cầu thủ Bưng Biên. Tình huống đá phạt góc được thực hiện ở bên phía cánh trái. À, hai trận đấu cuối lại còn lại của mùa giải năm nay, họ sẽ thi đấu như thế nào? Vào! Người mở tỷ số là Lưu Hoàng Điền. Quá hay. Đạt Vĩnh Tiến đã có bàn thắng để mở tỷ số. Như vậy là cả hai cặp đấu vào lúc này đều đã có bàn thắng. 1-0 cho Đạt Vĩnh Tiến và 1-0 cho Phú An Cuxeo. Pha chuyền bóng của người đội trưởng Thúy Duy đến được vị trí của đồng đội, bây giờ sẽ là cơ hội phản công cho cầu thủ Bưng Biên. Càng ngang nguy hiểm, suýt chút nữa thì pha phá bóng của hàng phòng ngự các cầu thủ Đạt Vĩnh Tiến lại vô tình trở thành tình huống phản lưới nhà. Một pha tấn công biên cánh trái rất nguy hiểm, phải chính xác hơn cho phát ngựa chân trái công vào. Một pha bóng rất nhanh, vị trí hành lang cánh trái của cầu thủ Bưng Biên. Đó là sự cơ động của số 27 Nguyễn Anh Tuấn, đường nhanh cho Bưng Biên FC. Công vào! Lại là cú sút xa nữa, lần này dành cho Bùi Ngọc Tín. Liên tiếp là những cú sút như đóng đến từ các chân. Xuân Liệu, nhà bóng hay, rất thoáng, cơ hội, công vào! Bùi Ngọc Tín, đường truyền tốt, cơ hội, công vào! May mắn lại không mỉm cười dành cho các thủ Bưng Biên FC của thủ thành Trần Thanh Tùng. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống bỏ lỡ đáng tiếc của các thủ Bưng Biên. Vĩnh Tiến cho rằng đã có tình huống bóng chạm tay, nhưng trọng tài thì nói không. Cơ hội, không vào. Cú sút của Lê Quốc Anh, bật tay 3-1. Cơ hội, Xuân Liệu làm gì? Pha chuyển bóng lại hơi ẩu. Tiến Duy rất thoáng, Xuân Liệu giữ điểm đi, không vào. Mất bóng nguy hiểm, có khoảng trống, dứt điểm. Cơ hội cho thủ Bưng Biên. Anh Tuấn sút xa. Không, kết quả này là kết quả 11 dành cho thủ Đạt Vĩnh Tiến. Chân trái nguy hiểm. Văn Hùng Ngọc Thành là tung ra cú sút. Thủ thành của Đạt Vĩnh Tiến đã đứng yên tại chỗ, nhưng rất may là bóng đi ra ngoài. Cơ hội sút ngay. Bây giờ mới có bàn thắng để rút ngắn tỷ số cho các cầu thủ Bưng Biên FC. Và đó là pha làm bàn của Văn Hùng Công Thành. Một đều. Mất rất nhiều thời gian, mất rất lâu thì các cầu thủ Bưng Biên FC mới có được bàn thắng thứ hỏng với những pha dứt điểm chạy cung thành. Cơ hội phản công nhanh cho các cầu thủ Bưng Biên FC. Bùi Ngọc Tín cũng là người đã phải ngậm ngùi. Nếu như vừa rồi tình huống chạm bóng chính xác hơn thì đã có 3 điểm cho Bưng Biên FC. Mọi thứ trở nên đáng tiếc và Ngọc Tín cũng không thể chấp nhận được điều này. Anh đang rất thẫn thờ khi trọng tài đã thổi còi để khép lại trận đấu ở vòng đấu thứ 8 của các cầu thủ Đạt Vĩnh Tiến và Bưng Biên FC. Trận đấu khép lại với tỷ số chung cuộc.